Chào mừng các em đến với tiết học môn khoa học tự nhiên 6. Mở đầu tiết học hôm nay, mời các em quan sát đoạn video clip sau và cho biết việc nghiên cứu quá trình của hạt sự nảy mầm của hạt đậu tương thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên nào. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu quá trình nảy mầm của hạt đậu tương. Và quá trình này khi được nghiên cứu, nó sẽ thuộc lĩnh vực sinh học. Đó là một trong các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên. Vậy ngoài ra, khoa học tự nhiên còn có những lĩnh vực nào khác chúng ta sẽ được tìm hiểu trong bài 2. Bài học này gồm có hai nội dung. Thứ nhất, lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên gồm những lĩnh vực nào? Thứ hai, phân biệt vật sống và vật không sống. Em hãy tiến hành các thí nghiệm sau và quan sát hiện tượng, dự đoán các thí nghiệm thuộc lĩnh vực nào. Thí nghiệm 1, cầm một tờ giấy giơ lên cao và buông tay. Thí nghiệm 2, sụp khí carbon dioxide vào cốc nước vôi trong. Thí nghiệm 3, dùng đèn pin chiếu vào quả địa cầu trong khi quả địa cầu đang quay để mô tả hiện tượng ngày và đêm trên trái đất. Hãy làm thí nghiệm và ghi vào bảng các em nhé. Trong thí nghiệm 1, dễ dàng chúng ta nhận thấy tờ giấy sẽ rơi từ trên cao xuống thấp. Tại sao lại như vậy? Giải thích cho hiện tượng này thuộc lĩnh vực vật lý học đấy. Trong thí nghiệm 2, sụp khí carbon dioxide vào cốc chứa nước vôi trong. Trước khi sụp khí carbon dioxide vào cốc nước vôi trong, nước có dạng trong suốt, không màu. Và sau khi làm thí nghiệm, ta thấy nước vôi trong bị đục. Và nghiên cứu thí nghiệm này chính là thuộc lĩnh vực hóa học. Hiện tượng ngày và đêm ở trên trái đất chúng ta diễn ra như thế nào? Và giải thích cho hiện tượng này, đó là lĩnh vực thiên văn học. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu các lĩnh vực của khoa học tự nhiên đấy. Ngoài ra, trong thực tế chúng ta còn thấy nhiều lĩnh vực hóa học như quá trình lên men của sữa chua, hay bón phân đạm cho cây trồng, hoặc quá trình lên men của rượu nho. Ứng dụng các lĩnh vực này để tạo ra các sản phẩm trong đời sống. Trong lĩnh vực khoa học trái đất, chúng ta có lĩnh vực liên kết trong việc bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo lũ lụt của các nhà thủy văn học và nghiên cứu đá cuội phình to của các nhà địa chất học. Những liên quan đến những lĩnh vực này là khoa học trái đất đấy các em. Trong lĩnh vực sinh học, có các ứng dụng về trồng rau thủy canh, ghép cành hoặc mô hình chăn nuôi bò sữa. Trong lĩnh vực vật lý, có một số ứng dụng như sản xuất điện thoại, sản xuất máy vi tính, sử dụng pin năng lượng mặt trời. Ngoài ra, các em còn có biết về lĩnh vực thiên văn học không? Đó là khi chúng ta quan sát sao thổ bằng kính thiên văn, hoặc khi quan sát hàng nghìn ngôi sao bằng kính thiên văn. Như vậy,
Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên là gì? Có 5 lĩnh vực chủ yếu nhé. Em hãy quan sát các hình ảnh sau, điền nội dung thích hợp vào chỗ trống. Ngoài những hình ảnh đó, em có thể điền thêm tên của vật vào trong cột vật trong tự nhiên. Sau khi điền hoàn chỉnh bảng, chúng ta sẽ rút ra được đặc điểm của vật sống là gì và vật không sống là gì nhé. Đây là đáp án của cô. Như vậy, qua bảng này, chúng ta thấy được rằng đối với các vật sống là những vật có sự trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển, sinh sản. Còn những vật không sống thì không có những đặc điểm sống đó. Dựa vào các đặc điểm vật sống và vật không sống, các em sẽ dễ dàng phân biệt được hai loại vật này nhé. Chúng ta luyện tập trong bài tập sau. Mời các em tham gia trò chơi giải cứu đại dương. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Em chọn đáp án nào trong câu sau? Vật nào sau đây là vật không sống? A. Con cò. B. Cây xoài. C. Vi khuẩn. D. Kim cương. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ rồi, em đã có đáp án chưa? Thử suy nghĩ xem nào. Một bạn chọn là vi khuẩn à? Ồ, không được rồi. Rùa con không được giải cứu rồi. Đáp án khác xem sao. Kim cương nhé. Hoan hô, rùa đã được giải cứu. Câu hỏi số 2. Vật nào sau đây là vật sống? A. Viên bi. B. Cây quýt. C. Than củi. D. Cái bàn. Hết thời gian suy nghĩ rồi. Em đã tìm ra đáp án chưa? Là gì nhỉ? Vật sống là cây quýt. Đúng rồi. Xuất sắc quá. Chúng ta tiếp tục câu tiếp theo. Khoa học về vật chất khác với khoa học về sự sống như thế nào? Cô sẽ bắt đầu tính thời gian. Và trong thời gian đó, chúng ta chọn đáp án nào? A. Khác nhau về năng lượng. B. Khác nhau về tuổi thọ. C. Khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Và D. Khác nhau về môi trường sống. Hết giờ. Đáp án đúng của chúng ta là câu B, khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Bắt đầu cho một câu hỏi mới. Một chú robot có thể cười, nói và hành động như một con người. Vậy robot là vật sống hay vật không sống? A. Vật sống. B. Vật không sống. Theo các bạn, robot cười nói giống con người. Chắc là vật sống rồi, đúng không? Thử suy nghĩ nhé. Một bạn chọn vật sống. Ôi, không đúng rồi. Nó lại là vật không sống đấy. Tại sao vậy? Mặc dù robot có thể cười nói hành động như con người, nhưng nó không có khả năng sinh trưởng phát triển và không có khả năng sinh sản. Phải dùng đến con người để tạo ra một con robot khác thôi. Hy vọng rằng bài học hôm nay đã mang đến cho các em những kiến thức thú vị. Chúc các em mạnh khỏe và tích cực tìm hiểu về khoa học tự nhiên nhé!